Ý ngộ cho ta đồ ăn. Trời ơi, có thể gọi mà ra được đồ ăn sao? Đây là một... Wow, có đồ ăn luôn này. Ồ, cái kẹo này là kẹo gì vậy? Kẹo bú. Lại còn có kẹo véo à? Kẹo véo chứ làm gì có kẹo gì kẹo véo á? Lần đầu tiên nghe thấy kẹo véo luôn á. Trời ơi, sao tao lại bị dạt lên cái hoang đảo này? Xung quanh thì toàn nước đen mà không có gì để ăn. Trời ơi, cái đảo này toàn bí ngô là bí ngô thôi. Ta chán bí ngô lắm rồi. Ủa, mà sao hôm nay nó lại có một quả bí ngô to thế này trời ta? Wow, công nhận ta chưa bao giờ thấy có một quả bí ngô. Ta cảm ơn ngươi, ngươi đã gọi ta dậy. Ơi, ngươi là ai vậy? Ta là làng tiên bí ngô. Trời ơi, ngươi là làng tiên bí ngô ư? Nhưng mà ta hỏi ngươi, khi không phải, tại sao trên cái hòn đảo này không có gì ngoài bí ngô vậy? Đây là hòn đảo bí ngô mà. Suy sụp hoàn toàn luôn. Đời ta, ta ghét nhất là ăn bí ngô, vậy mà ta lạc đến hòn đảo bí ngô. Ngươi, hãy giúp ta đi, ta đã giúp mọi người dậy. Vậy thì hãy cho ta cái gì đó ăn được đi. Ta không muốn ăn bí ngô nữa đâu, ta sợ bí ngô lắm rồi. Được rồi, ta sẽ cho ngươi đồ ăn. Bí ngô cho ta đồ ăn. Trời ơi, có thể gọi mà ra được đồ ăn sao? Đây là một... Wow, có đồ ăn luôn này. Wow, cả đây nữa này. Trời ơi, nhiều đồ ăn vậy. Có một cái nhỏ, ôi, người đúng là có thể gọi được bí ngô của các ngươi dậy. Vậy thì chúng ta hãy bê vào đây ăn đi. Người bê giúp ta đi được không? Đó, người xách cái nhỏ, ta xách cái to. Nào, chúng ta đi. Ôi, cuộc đời ta biết thế mà ta không được ngươi sớm vậy. Hôm nay ta mới nhìn thấy ngươi. Để một năm nay ta chỉ có ăn bí ngô không, không có gì để ăn cả. Ôi, ta đã sắp biến thành quả bí ngô giống ngươi rồi đó. Và trong khi ta là một nữ tướng cướp nổi tiếng khắp trên tất cả các vùng vịnh. Wow, ôi, ta phải đổ ra đây rồi. Quá. Trời ơi, đây là những cái gì vậy ta? Chẳng nghe ngươi rất thích ăn kẹo à? Những quả bí ngô này chỉ biết đẻ ra kẹo thôi sao? Trời ơi, ủa, kẹo này, sỏi này. Kẹo này là kẹo gì mà lạ hấp vậy? Ta, oh, trời ơi, đây là anh em sinh đôi của ta sao? Giống nhau vậy. Có đúng không ngươi? Wow, tất cả các loại kẹo luôn. Và kẹo bú này. Ồ, cái kẹo này là kẹo gì vậy? Kẹo bú. Lại còn có kẹo véo à? Kẹo véo chứ làm gì có kẹo gì kẹo véo á? Lần đầu tiên nghe thấy kẹo véo luôn á. Ồ, còn này. Trời ơi, thảo là bí ngô của các ngươi ăn rất ngọt. Hóa ra bí ngô của các ngươi chỉ thích ăn kẹo. Thảo nào đứa đấy nè, răng nó cứ thế này à? Đúng không? Wow. Này, ta hỏi khíu phải, đảo này rất nhiều cướp biển lạc lên hay sao mà chỗ nào cũng có hình của ta vậy trời? Kỳ lạ quá à. Ủa mà ta thấy cái kẹo này là hay nhất này. Nhưng không, ta phải khám phá cái kẹo này mới được. Ta phải ăn cái kẹo mà có hình của ta này. Đây là ta đúng không? Ta sẽ phải ăn thử cái loại kẹo này mới được. Wow, loại kẹo này rất lạ luôn. Trên đất liền ta không hề có. Ngon và thơm. Ta su. Ủa, không hút được hả? Vậy ta ăn ta đâu có no được. Ta hấp đồ, kẹo ta su. Đây là phiên bản của ta sao? Ừ, được. Ừ, kẹo này thì cũng thơm, vị dâu. Được, vậy thì ta sẽ ăn vị này nữa. Ủa, giống nhau hết hả? Ta có một loại, đây loại là gì là tím này. À, ngon. Có loại tím thôi là hạ đông. Ừ, chắc là cái loại này nó thế rồi. Đâu mất hết rồi. Wow, đây nữa. Ta thử xem cái này nha. Nhưng người ơi, ta ăn cái này ta không thể no được. Bởi vì ta không hút được. Người có cái gì cho ta không? Đây, cái này có thể nuốt được. Cái này hả? Ừ. Ta thích cái kẹo véo này. Ta sẽ ăn thử. Nhưng mà kẹo này ngon quá. Kẹo cao su ta không muốn nhẹ đi chút nào bởi vì ta rất thích kẹo này. Ta sẽ ăn thử kẹo này của ngươi. Xem nào, kẹo của ngươi. Wow, ngươi cũng ăn cùng ta đi cho vui. Đây là kẹo bông này, bông gòn Halloween.
tuyệt vời không Milly? Trời ơi, ta ăn cái kẹo đấy ta nhớ mẹ ta quá à. Chocola. Đúng rồi. Đây, ta sẽ ăn thử hiện thân của ta vậy. Kẹo này đều là... Wow, trời ơi, kẹo gì mà như trứng vậy trời. Không có nhẽ. Wow, trong này là còn có hình này. Trời ơi, đây là thần chết sao? Đúng rồi đó. Đây, đây là có hình thần chết. Ta sẽ ăn cái viên kẹo nhỏ này. Ngon lắm, rất ngon luôn. Ủa sao chỗ ngươi có nhiều thứ kẹo lạ vậy trời? Ngon nhở? À, C đấy. C đúng không? Con bé này, ở đảo này toàn là tiên thôi. Nên là cái gì nó cũng xinh xinh và yêu yêu. Đây là một... Ủa? Đây không phải là sỏi sao? Ăn được không ngươi? Ăn được kẹo hả? Không thế ạ? Nó chỉ giống thôi. Sô-cô-la! Đúng món ta yêu thích luôn. Ta mời ngươi một miếng. Ui, nhưng mà nếu mà ta gặp ở ngoài đường là ta không có dám ăn đâu nha. Nó giống cái sỏi quá à. Ủa ngon thế. Ngon xuất sắc luôn. Wow, ta không ngờ thế giới của các ngươi thật là thích thú. Ngon, ngon, ta hãy để đây. Có rất nhiều bà tiên mà. Loại này, ta sẽ ăn thử loại này nha. Có một bà tiên to hơn ta cơ. Thế à, bà ấy đi đâu rồi? Chắc phải đi đâu rồi. Lại mày đi chơi rồi. Ta sẽ ăn thử loại này. Wow, kẹo gì thế này? Bông. Kẹo bông hả? Kẹo xốp hình những con ma Halloween. Trời ơi. Ô, ngon lắm. Ngươi ăn cùng ta đi. Ta phải công nhận thế giới của các ngươi thật tuyệt vời. Ta cho vào đây nha. Một viên. Ô, ngon nhỉ? Quá ngon luôn. Vậy thì còn đây? Đây là loại gì? Loại này ta chưa ăn. Ngươi chưa ăn à? Ủa, trời, giống hệt bí ngô luôn. Chẳng nghĩa lại cũng lại nhân bí ngô à. Ngon lắm. Ngon, ngon. Rất là ngon luôn, ngon xuất sắc luôn. Hết rồi hả? Kiểu này nữa. Nhưng mà ta nói thật với ngươi, ta vẫn đói vì kẹo không thể no được. Ngươi còn cái gì ăn được nữa không? Đi cùng ta đi. Ngươi có chỗ nào có đồ ăn không? Chỉ cho ta với. Ta đói lắm, nhưng chỗ này không làm ta no được. Nào được, vậy thì hãy đưa ta đi. Chúng ta phải ăn cái gì cơ? Những cái đồ để ta ăn không thể no được luôn. Ta đói quá, ta đói quá rồi. Ủa? Ở đây có cái xác mà. Ủa? Cái xác rất kìa mà. Đeo kính như này. Kinh. Này, ta sẽ phải chọn cho xác ướp để một bánh kẹo mới được. Không phải. À đây rồi. Đây là một loại kẹo rất là đặc biệt. Xác ướp, mở miệng ra. Mở miệng ra. Nhai đi. Nhai đi. Không nhai ra là ngươi có thể đi cùng ta được. Ngươi vừa cho ta ăn cái kẹo gì đấy? Bù ba, bù ba. Ngươi đã gọi ta dậy đúng không? Vâng. Bây giờ ta sẽ đi theo ngươi. Yeah. Ta đã được giải thoát sau 500 năm nằm tại đây. Ta là một con ma khoa học đấy. Bây giờ từ nay ta sẽ đi theo ngươi. Ngươi có một loại kẹo gì mà kỳ diệu vậy trời? Hóa ra là loại kẹo này sao? Wow, ta có rất nhiều người bạn.
cũng bị giống ta. Bây giờ ngươi sẽ đi cùng ta để giúp má các bạn ta nhá. Được rồi. Wow, loại kẹo này thật là vi diệu luôn. Wow, sao không cho ta ăn loại kẹo này? Ta thích kẹo này cơ. Nhưng mà thôi không sao, dù sao ta cũng được tỉnh lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhá. Nhưng ta không có quần áo để mặc. Bây giờ ta sẽ cho ngươi một bộ quần áo. Được, hãy cho ta một bộ quần áo xứng tầm với ta. Ta biết. Ta có một diện mạo mới, rất hợp với ta. Ta đưa ta cầm đó. Đây chính là cây gậy của ta. Chúng ta sẽ đi cứu tất cả những người còn lại đúng không? Vâng ạ. Đi thôi. Ta đúng. Trời ơi, sao nó lại không bỏ? Đi thôi. Bộ phụ thể đi trước đi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem vào ủng hộ mình